anh Thành ơi, ngày hôm nay á thì hả, cảm xúc của anh như thế nào? Dạo gần đây thì các số có vẻ là dễ thở hơn cho mọi người rồi, là bởi vì các hoàn cảnh đến đây thì đa số mang màu sắc tích cực và tươi sáng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì các người chơi đến đây đa số là họ sẽ bị rung ngay vòng 1, rồi sau đó là tốt như vòng 2 và lại rung ngược trở lại như vòng 1 ở vòng 3. Hãy xem như là ở đây là nhà của mình và xem ban giám khảo như cỏ cây. Hãy hát thoải mái nhất, tại vì các bạn nên nhớ là mình hát không còn là vì mình nữa, mà là hát là vì người khác. Cho nên nếu mà mình hát chật một tí thì sẽ mất rất là nhiều tiền. Vì vậy cho nên đừng có áp lực, thoải mái thì mới hát hay được. Ông vừa mới nói cái câu tạo áp lực cho người ta. Hát chật một xíu là không có lấy được nhiều tiền. Em vậy mà kêu là đừng có áp lực. Nói chung là Trâm nói là Trâm nhắn nhủ với những người chơi á, là quan trọng là thả lỏng. Dạ. Em biết là lần đầu chấm điểm là cũng sẽ là một cái phần làm khó cho ban giám khảo ở trên á, cho nên giúp sức với hai anh chị ngày hôm nay là một cô ca sĩ vô cùng xinh đẹp. Xin chào mừng ca sĩ Ái Phương. Trời ơi sao đẹp mà cao quá vậy bà trời. Bạn tôi đó. Trời bà Trâm. Bạn tôi ai cũng cao hết trơn, có mình tôi lùn à. Kỳ vậy đó. Trời ơi. Bà làm như là hả, bà không đẹp, không hay, không giỏi. Bà nói tôi thấy ghê quá trời. Tôi thích cái cặp giò của bà. Gì vậy trời. Nè hai bà bạn đi ra shopping hay là cà phê dạ, nói chuyện. Mình ra mình tự nhiên hàng vô rồi khen nhau. Người lùn, người cao, người dò dài, người da trắng. Gì kỳ vậy trời. Hồi nãy thì Coleman có hỏi Phương là ủa Phương chưa tham gia chương trình này đúng không? Nói dạ đúng rồi. Ừ chuẩn bị đi lát khóc dữ lắm. Vậy thì Phương mới chuẩn bị khăn giấy đi. Phương là người rất là dễ xúc động. Thì Phương cũng thấy là chỉ là chắc là một lát nữa cái mặt mày của Phương nó sẽ nó cũng bay bớt. Không rồi sao lem đâu. Nhem. Không sao đâu, mấy số trước mặt Trâm chỉ có như con mèo thôi. Cũng vậy đúng không? Cảm ơn tín hiệu đúng không Trâm? Ok. Không thường thì đến với chương trình này đa số là tôi lo cho các khách mời nữ. Tại sao anh? Nhất là những cái người mà xài mascara dởm á, thì nó trôi ra nhiều. Đó là tôi nghĩ vậy. Không sao, ngày hôm nay em xài mascara không trôi mọi người à. Waterproof ha. Em nghĩ là em nên có một cái sự chuẩn bị trước khi đến chương trình, nhưng không ai cảnh báo cho em cả. Và nếu như một lát mà dung nhan em có gì mà nó tràn lên trên Google và các mạng xã hội thì em sẽ về em làm việc, em tính sổ với mấy các bạn tips của em. Dạ. Đón xem tập 9 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 13 tháng 9 năm 2019 trên kênh HTV7.